xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng anh chị đến với livestream ngày số 13 trong trọn bộ 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để đạt toàn bộ mục tiêu trong cuộc sống. Rất là tuyệt vời ha. Đầu tiên thì Phương xin chúc cả nhà của mình sẽ có một cái ngày cực kỳ tuyệt vời, và chúng ta sẽ luôn sống trong cái tình yêu thương, lòng biết ơn và sự khỏe mạnh, sự hạnh phúc trọn vẹn, được không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi những cái bí kíp để mà chúng ta trong quá trình chúng ta ứng dụng làm sao để chinh phục được cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình đã đặt ra. Đó, nên là ngày hôm nay Phương sẽ chia sẻ cái kiến thức ngày hôm nay cực kỳ quan trọng luôn. 7 cái niềm tin để thành công. Đó, và nếu như anh chị tốt nghiệp được 7 cái niềm tin này là Phương chắc chắn rằng anh chị cực kỳ thành công và giàu có. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học tập với Phương, và chúng ta sẽ ghi chép hết lại những cái keys, những cái gọi là kiến thức để mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình, được không ạ? Rồi, Phương xin chào tất cả các anh chị ha. Phương xin chào chị Thủy ha. Tất cả những anh chị mới vào giúp Phương share livestream, tắt tên những người bạn của mình vào, cũng như là share livestream về nhóm học tập để các anh chị cùng vào học tập cùng với Phương ngày hôm nay nhé. Đó, và kiến thức ngày hôm nay rất là quan trọng cả nhà, nên là chúng ta cần phải giữ cho mình một cái đầu óc tỉnh táo buổi trưa. Đó, nên là sẽ chuẩn bị cho Phương một cái ly nước ha. Đó, và nở một nụ cười thật là tươi, vừa học và chúng ta vừa mở, gọi là học với một cái tư thế là mở ra để chúng ta đón nhận những cái điều mới mẻ khác để giúp cho cái cuộc sống của mình tốt hơn ha. Đó, rất là tuyệt vời. Ok, rồi bao nhiêu anh chị ngày hôm nay trước khi mà bước vào cái phần học chính á, thì chúng ta đã thực hiện những cái thói quen hàng ngày của mình rồi. Thì comment số 1 cho Phương đi ạ, thói quen trả cho mình trước và bảo quyền tự do tài chính. Thì comment số 1 cho Phương ha. Đó, nếu như mà anh chị sống thuận theo những quy luật của vũ trụ thì chúng ta, cuộc sống của chúng ta làm gì cũng thuận lợi anh chị. Đó, mà nếu như mà chúng ta không có thuận theo luật á, thì chúng ta sẽ đâu đó nó chưa có dễ dàng trong cuộc sống của mình. Nên là khi mà anh chị ứng dụng sức mạnh tiềm thức á, đó, thì phải ứng dụng một cách rất là liên tục. Để chi ạ? Bởi vì là anh chị phải có cái sự kiên nhẫn ở trong đó. Chứ không thể nào mà ngày hôm nay mình mới gieo hạt xuống mà bắt đầu ngày mai là mình chạy ra mình đào lên mình hỏi nó lên cây chưa, nó lên trái chưa, được không ạ? Nên là chúng ta khi mà chúng ta ứng dụng thì chúng ta cũng phải trong quá trình mà chúng ta đã đặt cái mục tiêu xuống, tức là khi đó chúng ta đã gieo hạt rồi đó, thì chúng ta còn phải kiên nhẫn ứng dụng mỗi ngày. Đó, chúng ta còn phải có thời gian phải chăm bón cho nó, đúng không ạ? Phải tưới nước, phải chăm bón cho nó, phải trao cho nó tình yêu thương và cái sự kiên trì, kiên nhẫn. Đó, chứ không thể nào mà anh chị nói là gì, trời ơi, hôm nay là mình đặt mục tiêu xuống là ngày mai mình giàu liền, là không có anh chị. Cái đó là không có đúng theo quy luật của vũ trụ ha. Đúng rồi, rất là tuyệt vời. Đó, nên là đầu tiên thì anh chị phải dám ra quyết định. Đó, chúng ta phải dám ra quyết định, tức là khi mà cái bước mà dám ra quyết định, đó là khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt chất lượng trong khu vườn của mình. Đó, ví dụ như anh chị gieo ra quyết định sao? Tôi là phải thành công về tài chính, tôi là phải tự do về tài chính, tự do không gian, tự do thời gian. Nếu khi nào mà mình đi du lịch mà cũng phải có cái tiền thu nhập thụ động về thì lúc đó mới gọi là tự do tài chính ha. Nên là quan trọng là chúng ta phải dám gieo xuống, dám gieo những cái hạt đó xuống trước đã. Đó, và hạt nào gieo là cũng sẽ thành cây thôi anh chị, cũng sẽ thành cây, cũng sẽ thành quả thôi. Nên là chúng ta đừng có gọi là giới hạn cái niềm tin của mình. Đừng giới hạn cái niềm tin của mình. Đó, nên là những anh chị nào đã làm 72 câu hỏi niềm tin rồi ạ. Nếu như mà chúng ta chưa có làm 72 câu hỏi niềm tin thì có thể nhắn qua cho Phương ha. Nhắn qua cho Phương để Phương gửi cho anh chị, để chúng ta xem thử là ở bên trong khu vườn của mình á, nó có những cái niềm tin gì. Đó, nó có những cái loại hạt, những cái hạt giống mà chúng ta không có thích ăn. Có những cái niềm tin mà nó chưa có hỗ trợ cho sự thành công và giàu có của mình, nó chưa có tích cực, thì chúng ta phải nhận dạng được. Và sau đó chúng ta sao ạ? Đó, sau đó chúng ta đào hết lên và sau đó chúng ta phải trồng xuống, gieo xuống, để có gọi là phải đất phải trống thì chúng ta mới gieo được những cái hạt giống mới xuống. Chứ giống như là khu vườn của chúng ta nó nhiều, trước giờ nó nhiều cái cây dại quá rồi, bây giờ mà mình gieo một cái hạt chất lượng xuống thì cũng không có đủ đất để cho nó vươn lên. Đó, nên là chúng ta cần phải biết là ở bên trong cái tư duy của mình, trong cái hệ niềm tin của mình đang có những cái niềm tin nào mà nó chưa đúng đắn, thì chúng ta phải biết, được không ạ?
Nên là hôm nay Phương hướng dẫn một cái tư duy nó khá là quan trọng. Và khi mà anh chị mà biết được cái tư duy này thì khi mà anh chị càng thành công về tài chính hay khi mà anh chị càng giàu có thì anh chị càng hạnh phúc. Đó. Bởi vì là Phương thấy là cũng khá là nhiều người nói là gì ạ? Có nhiều người họ giàu lắm, nhiều tiền lắm nhưng mà họ không hạnh phúc. Vậy thì lý do tại sao anh chị? Này Phương bật mí đúng không ạ? Lý do tại sao mà có nhiều người họ cũng giàu, họ cũng nhiều tiền lắm nhưng mà họ không hạnh phúc? Bởi vì Phương ví dụ như thế này nè. Khi mà anh chị muốn ăn cây xoài, khi mà anh chị muốn ăn cây xoài thì chúng ta trồng hạt gì ạ? Hạt xoài đúng không ạ? Nhưng mà xoài thì mình sẽ có rất là nhiều loại xoài. Như là xoài anh chị mà trồng xuống hạt xoài cát thì chúng ta sẽ ăn xoài cát. Chúng ta trồng xuống cái hạt xoài tượng thì chúng ta sẽ ăn xoài tượng. Đó, nên là cũng cùng một cái loại trái cây đó, nhưng mà cái hạt mà nó không chất lượng á thì chúng ta cũng sẽ không có cái kết quả chất lượng. Nên là ý Phương muốn nói ở đây là gì? Khi mà chúng ta trồng một cái cây thịnh vượng về tài chính á, đó thì sao ạ? Nhiều người cái từ gốc rễ của họ gọi là họ cứ muốn thành công về tài chính, họ muốn thành công, họ muốn giàu có bởi vì họ muốn chứng minh cho người khác thấy. Đúng không ạ? Cứ đi chứng minh là tôi đã làm được cái điều này, tôi phải làm được cái điều kia. Đó. Tại vì anh chị biết là sao ạ? Họ cứ cả đời họ làm giàu để mà đi chứng minh thôi. Thì cái gốc rễ của họ đó là cái sự giận dữ, cái sự chứng minh. Thì khi đó thì họ khi mà họ họ có nhiều tiền lên, họ giàu lên á thì họ cũng sẽ không có hạnh phúc. Nên là gì ạ? Nên là khi mà chúng ta phải biết được là chúng ta mong muốn thành công và giàu có vì cái gốc rễ của chúng ta, nguyên nhân chính, cái lý do cốt lõi của chúng ta mong muốn là gì. Đó. Bởi vì chúng ta biết là gì ạ? Núi này cao, còn có núi kia, còn có núi khác cao hơn nữa. Nên là chúng ta không có làm bởi vì chứng minh cho ai thấy là chúng ta có thể làm. Thì cái gốc rễ đó nó sẽ không bền, chúng ta sẽ không thể nào mà hạnh phúc trên cái sự giàu có đó được. Nên là khi mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta mong muốn được thành công về tài chính, vậy thì chúng ta hãy lấy những cái gọi là những cái lý do mà nó thực sự là giúp cho chúng ta, khi mà chúng ta đạt được điều đó rồi chúng ta rất hạnh phúc. Đó là gì? Có thể là báo hiếu cho ba mẹ, có thể là chúng ta sẽ có một cái cuộc đời ngoại hạng hơn, và trên cái hành trình đó thì toàn những cái điều mà vui vẻ, hạnh phúc thôi. Đó, và chúng ta làm mọi việc thì sao ạ? Thì để giúp cho chúng ta càng ngày càng hạnh phúc và vui vẻ hơn. Đó, nên là ông tỷ phú Tony Robbins á, ổng phân ra mỗi con người thì sẽ có 6 cái nhu cầu. Và anh chị hãy xem, khi mà Phương đọc và Phương nói ra những cái nhu cầu này thì anh chị hãy xem là chúng ta đang ở nhu cầu nào. Đó. Và xem cái hành trình mà trên cái hành trình thành công của chúng ta, chúng ta hiện tại đang đứng ở cái nhu cầu nào và chúng ta mong muốn thành công về tài chính bởi vì sao? Đó mới là cái gốc rễ để giúp cho chúng ta có cái cuộc sống nó hạnh phúc hơn khi mà chúng ta thành công về tài chính. Đó. Thì đầu tiên á, nhiều người họ muốn thành công và giàu có bởi vì họ muốn cảm giác được an toàn. Đó, cái nhu cầu đầu tiên đó là cảm giác được an toàn. Vậy thì an toàn giống như là có nhà ở, rồi có nơi để về, hay là đủ ăn ở mặc đó, hay là có tình yêu đó, thì đó gọi là cái cảm giác được an toàn. Đó là nhu cầu đầu tiên và rất là căn bản luôn, và ai cũng cần cái nhu cầu này. Và nhu cầu thứ hai đó là cái sự đa dạng, tức là cái hiện tại cái cuộc sống của họ nó cũng bình miết mấy chục năm nay rồi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, vài chục năm nay rồi nó cứ bình thôi, và họ gọi là không thích như vậy nữa, gọi là chịu hết nổi rồi, và họ mong muốn thay đổi để tốt hơn, để gọi là họ có cái cuộc sống nó nâng tầm cái cuộc sống của mình lên. Đó, họ có thể là ngoài cái việc là cứ đi làm rồi về nhà, đi làm về nhà, vậy thì họ mong muốn tới bây giờ rồi, họ mong muốn khao khát được thành công giàu có để họ có dư dả thời gian để họ đi du lịch, để họ hưởng thụ, thì lúc đó cuộc sống của họ nâng tầm lên. Đó là nhu cầu thứ hai, được không ạ? Đó, anh chị xem mình đang ở nhu cầu nào ha. Nhu cầu thứ ba đó là gì ạ? Sự quan trọng. Sự quan trọng tức là sao ạ? Tức là nhiều người họ muốn thành công và giàu có bởi vì họ muốn có một cái sự quan trọng đối với người khác. Giống như là họ muốn có một cái chức vị hay là một cái gọi là cái sự tôn trọng của người khác á.
họ những người khác giống như tôi thành công và giàu có, tôi phải đạt những cái chức vụ này chức vụ kia để người khác ngước nhìn tôi, để người khác phải tôn trọng tôi đó. Thì cái đó nói chung là tất nhiên rồi, chúng ta trong cái xã hội này thì chúng ta cũng cần phải có những cái vị trí, nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ chạy theo như vậy thì cái đó không phải là gốc rễ bền vững để giúp cho chúng ta hạnh phúc được, được không ạ? Đó. Và nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu được yêu thương. Nhu cầu được yêu thương. Khi mà chúng ta rất là nhiều người đúng không ạ, muốn thành công và giàu có bởi vì được người khác yêu thương và ngưỡng mộ, đúng không ạ? Yêu thương và quý trọng á. Đó. Và cái nhu cầu thứ năm đó là cái nhu cầu liên tục phát triển. Đó, liên tục phát triển, tức là trước giờ mình cứ làm mãi như vậy rồi, bây giờ mình gọi là mình liên tục mình muốn thành công và giàu có hơn để mà mình phát triển, nâng cấp cái con người của mình lên, nâng cấp cái trí tuệ của mình lên. Bởi vì thành công về tài chính nó phản ánh chính xác những cái tư duy và cái sự hiểu biết, cái sự phát triển của chúng ta. Nên là có nhu cầu, nhiều người rất là có nhu cầu để mà phát triển. Đó. Và cái nhu cầu thứ sáu đó là sự đóng góp cho xã hội. Sự đóng góp cho xã hội. Đó là họ muốn trở nên thành công và giàu có bởi vì họ mong muốn mang lại một cái giá trị gì đó cho xã hội, và mong muốn là mình là cái người có thể là thay đổi, giúp cho cuộc sống, giúp cho cuộc đời của mọi người nó thay đổi hơn. Đó. Và nếu như mà chúng ta, những cái người bình thường á, thì họ sẽ ở trong cái nhu cầu là 1, 2, 3, 4. Còn những cái người mà họ vĩ đại anh chị, những cái người mà thành công thực sự, thì họ luôn ở trong cái nhu cầu thứ 5 và thứ 6. Đó là những cái người thành công và giàu có thực sự, họ luôn có một cái sứ mệnh cho mình, và họ luôn làm việc để mà phát triển cái tư duy, phát triển cái bản thân của mình lên. Đó. Nên là sao ạ? Nếu như mà anh chị muốn nuôi dưỡng cho mình một cái sự thành công và giàu có thực sự, thì mình phải là ở trong cái nhu cầu số 5 và số 6. Đó là luôn liên tục phát triển mình và phải gắn mình với một cái sứ mệnh nào đó của xã hội, giúp cho xã hội, cái sự thành công của mình giúp cho xã hội càng ngày càng giàu có và khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, thì đó mới giúp cho chúng ta hạnh phúc, được không ạ? Đó. Nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi 7 cái niềm tin. Và 7 cái niềm tin này là 7 cái niềm tin cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu như chúng ta phải làm sao phải có được 7 cái niềm tin này thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi và thành công nối tiếp thành công. Nên là khi mà Phương học tập với Phương thì anh chị hãy cùng Phương comment xuống ha, để chúng ta out ra cái kiến thức mà chúng ta đã học, để chúng ta nhớ lâu hơn và chúng ta ứng dụng tốt hơn. Rồi, Phương xin chào tất cả các anh chị ha. Những anh chị mới vào thì giúp Phương share live stream, tắt tên những người bạn của mình vào để chúng ta gieo nhân tốt và gặp một bầu trời quả ngọt. Ok không ạ? Rồi, Phương mời cả nhà cùng nhau uống nước nha. Cả nhà ơi, chúng ta sẽ nhớ chuẩn bị nước cho mình để bổ sung cho não của mình tỉnh táo buổi trưa nha. Những cái ngày trước thì Phương cũng đã nói rồi, con đường thành công của chúng ta chỉ có một con đường. Đầu tiên là chúng ta phải xác định chính xác rõ ràng những gì mà chúng ta mong muốn. Sau đó bước thứ hai là sao ạ? Chúng ta hãy hình dung tưởng tượng và sống như thể đã đạt được rồi. Và chúng ta hãy gọi là chúng ta đã biết chắc và tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Sau đó thì bước thứ ba đó là gì ạ? Hành động, và hành động liên tục. Đó. Hành động liên tục. Nếu như mà trong quá trình mà chúng ta hành động á, mà kết quả mà nó đạt như chúng ta mong muốn thì chúc mừng anh chị, đúng không ạ? Chúng ta đã vươn lên một cái tầng cao mới rồi. Còn nếu như mà có thể là nó chưa có thuận lợi, nó chưa có được như ý muốn của chúng ta, tức là chúng ta chưa đúng ở một cái chỗ nào đó, không sao cả. Chúng ta hãy xem xét lại và chúng ta học bài học, sau đó chúng ta thay đổi chiến lược và tiếp tục hành động. Hành động liên tục anh chị. Đó, không được, chúng ta không được bỏ cuộc nha. Đó, tại vì là tất cả mọi thứ nó đến để giúp cho chúng ta thành công hơn. Nên là cái niềm tin đầu tiên đó là gì ạ? Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Anh chị cùng comment xuống giúp Phương ha. Niềm tin đầu tiên anh chị, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Đó. Nên là tức là sao ạ? Tức là khi mà anh chị, khi mà một cái việc nào đó nó đến với mình á, thì chắc chắn rồi, do anh chị đã, chúng ta đã ra quyết định từ trước đó rồi. Ra quyết định, có nhiều anh chị nói mình có ra quyết định gì đâu, cái sự việc này mình đâu có mong muốn đâu, tự nhiên nó đến thôi chứ tự nhiên mình đâu ra quyết định đâu.
Nhưng thực ra có thể là không phải là do cái hành động của chúng ta làm, nhưng mà do một cái suy nghĩ, những cái hình ảnh chúng ta đã gọi là đưa nó vào trong cái tiềm thức của chúng ta một cách vô tình, một cách không có cố ý. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể là suy nghĩ tới một thoáng qua thôi, thì đó cũng là cái lúc mà chúng ta đã ra quyết định, nên là cái sự việc nó tới. Và anh chị biết là gì ạ? Có thể là một cái suy nghĩ đó, nó không phải là cái sự việc, nó không phải đến gọi là chính xác như là một cái suy nghĩ đó, nhưng mà những cái sự việc mà nó cùng cái trường năng lượng, nó tương thích với cái tần số, với cái suy nghĩ đó, thì nó cũng sẽ xảy đến. Đó, nên là chúng ta còn phải biết là gì ạ? Mọi thứ nó đều đến từ bên trong của mình hết á. Nó xảy ra, nó đều phản ánh từ bên trong của mình. Và cái lý do nó đến là để giúp cho chúng ta thành công hơn. Đó, nên là khi mà có những cái sự việc nó xảy ra, ví dụ như là cái dịch Covid nó xảy ra đi. Nếu như mà cái dịch Covid nó xảy ra và rất là nhiều người họ cũng nhờ cái cơ hội này nó xảy ra, thì những người khác họ lại vươn lên, họ lại có những cái ý tưởng mới mẻ hơn, họ lại thành công và phát triển hơn hơn cả khi là trước dịch Covid nữa cơ. Nên là đối với nhiều người thì họ nghĩ nó là không phải là gọi là nó là một cái sự không thuận lợi, nhưng đối với nhiều người thì họ xem đó là gì ạ? Đó là một cái thuận lợi, tức họ luôn gọi là họ luôn tận dụng. Nếu như mà cái điều gì đó nó xảy ra mà nó không như ý muốn của mình, thì chúng ta tận dụng nó và chúng ta hãy biến nó thành cái lợi thế của mình để chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Nên là chúng ta luôn, đúng không ạ? Luôn tập trung vào cái mục tiêu của mình và luôn tập trung vào cái điều mà mình mong muốn thôi. Đó, còn lại tất nhiên là trong cái cuộc sống của mình, cái việc mà việc này việc kia xảy đến thì nó là cái chuyện mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi được. Đó, nên là chúng ta phải biết là gì ạ? Mọi việc xảy đến đều giúp cho tôi thành công hơn. Đó, anh chị ghi xuống câu đó ha. Nên là bất kỳ một cái sự việc nào đó mà Phương gặp á, mà nó không có thoải mái, nó không có như mình mong muốn á, thì Phương luôn đọc một cái câu đó gì ạ? Cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn trước đã. Và biết chắc được là gì ạ? Biết chắc được là cảm ơn cái sự việc này, nhờ cái sự việc này sẽ giúp tôi thành công hơn. Nên là tôi biết là cái này là tiềm thức muốn nhắc nhở hoặc cho mình một cái bài học nào đó đây. Đó, nên là vui vẻ, luôn tích cực trong mọi trường hợp. Giống như là ông Elon Musk nè, cực kỳ gọi là cái người mà giàu có nhất trên thế giới đó. Ông gọi là cực kỳ kiên trì luôn anh chị, và cực kỳ tin vào bản thân của ông ấy. Tin vào, và hay là Donald Trump nè, đó. Và họ luôn tập trung vào những cái điều tích cực, luôn tập trung vào những cái điều tích cực ha. Nên là khi mà anh chị quan sát mình á, quan sát cái suy nghĩ của mình á, một cái sự việc mà nó xảy đến á, mà chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ như thế này: trời ơi, đâu có gì đâu, bình thường mà, bình thường lắm. Mặc dù là chúng ta lúc đó chưa biết cách giải quyết đâu, nhưng mà chúng ta sẽ tự nhiên cái suy nghĩ của chúng ta thế này: bình thường lắm, kiểu gì mà mình, kiểu gì mọi sự việc nào cũng sẽ có cái giải pháp của nó. Việc của mình là chỉ có đón nhận và vui vẻ đó, và ra quyết định lại và tập trung vào kết quả cuối cùng của mình thôi. Thì lúc đó tôi xin chúc mừng anh chị ha, chúng ta đã có tư duy của tỷ phú rồi đó. Còn lại nếu như mà một việc nào đó mà xảy đến mà trời ơi làm cho mình cảm thấy là áp lực quá, stress quá, và cảm thấy không vui, rồi cảm thấy bị tụt năng lượng, rồi rất là nhiều thứ xảy đến, thì chúng ta cần phải xem xét lại và chúng ta kiểm soát cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta liên tục ra quyết định, lúc đó là liên tục ra quyết định. Chúng ta sẽ nói chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có một cái cách nào đó tốt hơn, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết, và kiểu gì cũng sẽ có cái con đường nào đó tốt hơn để cho mình qua cái việc này. Đó, nên là chúng ta không cần phải sợ gì cả anh chị, đúng không ạ? Có nhiều người họ rất là sợ, nên là một cái điều gì đó mà chưa làm thôi cũng sợ. Nhưng mà người ta nói là gì ạ? Rất là nhiều người, giống như là khi mà anh chị ra quyết định, đúng không ạ? Lúc mà anh chị học những kiến thức mới về tiềm thức và luật hấp dẫn đi, anh chị ra những cái quyết định, những cái ước mơ rất là lớn, và những người xung quanh thì nói sao ạ? Mày không làm được đâu, trời ơi, nghĩ sao ạ? Nghĩ sao bây giờ đang đi làm thuê mà bây giờ còn nghĩ tới là mình sẽ xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp thật là lớn, hay là mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi mình có biệt thự, mình có siêu xe. Xong rồi người khác nói mày ảo tưởng, mày không làm được đâu, nghĩ sao vậy? Nhưng mà anh chị biết sao mà? Anh chị biết lý do tại sao họ nói vậy mà? Bởi vì họ đang nói chính bản thân của họ đó. Nên anh chị đừng có tin những cái lời đó, được không ạ? Tại vì họ chưa làm được,
nên họ nghĩ là anh chị không làm được. Nhưng mà anh chị thử hỏi những cái người nào mà họ đã làm được đi, họ nói dễ e quá, trời ơi dễ e. Giống như là Phương đi, à Phương, ok, Phương mà ví dụ như Phương nói về cái việc mà giỏi tiếng Anh đi chẳng hạn, giỏi tiếng Anh đúng không ạ? Nếu như mà anh chị hỏi một cái người mà họ không có nói tiếng Anh á, thì họ nói trời ơi học tiếng Anh khó lắm, dễ gì mà học được. Nhưng mà anh chị hỏi cái người mà họ đã biết nói tiếng Anh rồi á, thì họ nói trời ơi dễ ờm mà, cái này thì cứ luyện tập thôi, cứ nói là được thôi. Đó, nên là anh chị phải, khi mà chúng ta hỏi đúng không ạ, khi mà chúng ta đã ra một cái quyết định, ra một cái mục tiêu, cái ước mơ của mình á, thì chúng ta phải hỏi đúng người. Đó, hỏi cái người nào mà có thể là giúp cho chúng ta gọi là kéo cái niềm tin, kéo cái gọi là cho chúng ta năng lượng và kéo chúng ta đi lên và giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu đó, những cái ước mơ đó, thì chúng ta hãy hỏi. Còn lại có những người mà mình không hỏi nhưng mà họ cũng nói thì thôi, chúng ta đừng có quan tâm, được không ạ? Đó, nên là chúng ta hãy biết tìm và nhận những lời khuyên của những người họ đã thành công rồi để giúp cho chúng ta càng ngày càng thành công hơn. Đó, nên là có nhiều người họ lại nói như thế này nè, trời ơi làm ít thôi em ơi, làm chi nhiều đúng không ạ? Chị thấy có nhiều người họ làm ít nhưng mà họ vẫn họ đi du lịch đó đây rồi, nhưng mà họ vẫn có tiền đều đều đấy. Nên là mình làm ít thôi, cuộc đời cũng ngắn mà, vừa làm vừa hưởng thụ thôi. Nhưng mà anh chị không biết được là đằng sau cái sự thành công của họ đó là trước đó là họ đã đánh đổi rất là nhiều rồi. Họ đã trải qua một cái giai đoạn. Đó, họ đã trải qua một cái giai đoạn rồi và họ đã đánh đổi rồi. Để mà tới cái giai đoạn mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở bề ngoài thôi, là nhìn thấy họ gọi là làm việc nhàn nhã thảnh thơi nhưng mà có rất là nhiều tiền. Đó, giống như là anh chị biết là giống như một chiếc máy bay đi, nó chuẩn bị cất cánh đúng không ạ? Mà cái thời gian mà cất cánh trước khi mà bay lên bầu trời là nó phải chạy một cái đoạn rất là dài, nó cứ chạy từ từ để lấy đà, và trong cái thời gian đó là cái thời gian mà đốt cháy nhiều nhiên liệu nhất luôn. Hay là một cái chiếc tàu hỏa cũng vậy đó, để cho mà nó chạy một cái vận tốc rất là nhanh thì trước tiên nó phải có một cái khoảng thời gian đó là khởi động, thì trong quá trình khởi động chạy rất là chậm và tốn rất là nhiều nhiên liệu. Đó. Hay là bây giờ vậy thì chúng ta nhìn thấy những người thành công và giàu có thì họ đang ở gọi là khi mà họ đi lên chiếc cầu đó đúng không ạ? Đó, như thế này thì đi lên đỉnh đúng không ạ? Đó, thì cái thời gian mà họ đi lên như thế này nè, gọi là họ rất là gọi là dốc hết toàn bộ những cái sức lực, toàn bộ cái nhiệt huyết và toàn bộ cái tâm trí của họ để làm sao ạ? Để họ có sức mà họ đi lên. Đó, và trong cái quá trình đi lên thì họ đi rất là chậm ở đằng sau. Được không ạ? Họ đi rất là chậm. Và sau đó họ lên được thành công lên tới đỉnh. Và sau đó khi mà họ đi xuống dốc á, họ đi xuống cầu thì sao ạ? Lúc đó là nhàn nhã thảnh thơi, không cần đạp nữa, không cần cố gắng phải đạp rất là mệt nữa, nhưng mà họ vẫn chạy, họ vẫn có thể chạy ra xuống dưới dốc vậy đó. Đó, nên anh chị hiểu là gì ạ? À, đầu tiên nếu muốn mà chúng ta muốn có được cái cuộc sống mà nó thành công, đúng không ạ? Thì tất nhiên là chúng ta phải có cái thời gian đánh đổi rồi. Đó, và thời gian đó là cái thời gian mà chúng ta xé vỏ kén á. Giống Phương bữa trước là Phương có kể câu chuyện xé vỏ kén, và ai cũng phải vượt qua cái thời gian đó. Và Phương cũng vậy, hay tất cả những người thành công và giàu có, ai họ cũng sẽ có những cái thời gian đó hết. Nên là chúng ta phải luôn kiên trì, kiên nhẫn và phải tin vào chính mình, được không ạ? Đúng rồi. Đó. Rồi, cái niềm tin số 2 nè. Niềm tin số 2 à. Niềm tin số 2 là không có thất bại, chỉ có phản hồi. Đó. Thì cái niềm tin này nó cũng sẽ bổ trợ cho cái niềm tin lúc nãy Phương vừa mới chia sẻ. Anh chị hãy cùng Phương comment xuống ha. Không có thất bại, chỉ có phản hồi. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta, lúc nãy Phương cũng có chia sẻ rồi, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà nhiều người họ cứ sợ thôi. Đầu tiên trước khi mà chúng ta chiến thắng, chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn làm một cái điều gì đó thành công, chúng ta phải chiến thắng cái trò chơi bên trong trước đã, trò chơi bên trong tâm trí mình trước đã. Đó, nên là chúng ta không có việc gì sẽ sợ hết. Nếu như mà cái việc đó mà chúng ta làm á, mà nó chưa có ok, chưa có như mong muốn, thì có nghĩa là chúng ta cần phải quan sát lại, học bài học và thay đổi chiến lược và tiếp tục làm tiếp. Đó, nên là đâu có ai sinh ra là giỏi liền đâu, hoặc là cũng đâu có ai vừa làm lần đầu tiên là đã thành công rồi đâu. Nên là sao ạ? Tất cả nó chỉ là phản hồi.
thất bại chỉ là khi mà chúng ta hoàn toàn bỏ cuộc luôn thì lúc đó chúng ta mới gọi là thất bại. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục tiến lên và tiếp tục hành động thì cái đó giúp cho chúng ta, gọi là chúng ta càng học được nhiều bài học hơn và nó làm cho cái con đường thành công của mình nó đi đến nhanh hơn. Đó, nên là chúng ta cứ mạnh dạn, cứ hãy đi, được không ạ? Chúng ta đã ra quyết định rồi, đã ra mục tiêu rồi. Vậy thì chúng ta hãy cứ hành động và cứ hãy đi, được không ạ? Đó, nên là những người á mà không thành công thì họ gọi là họ chắc chắn sẽ tồn tại một cách rất là tầm thường. Đó, những người mà tin vào cái việc mà họ không thành công á thì họ chọn một cái con đường nó dễ dàng, tức là một cái cuộc sống rất là bình thường. Nhưng mà họ, những người nào mà họ cực kỳ gọi là có một cái niềm tin mãnh liệt và họ tin vào ai ạ? Không tin ai hết, tin vào chính bản thân của họ thôi. Đó, và họ nói kiểu gì cũng sẽ có con đường và kiểu gì cũng thành công và giàu có thôi. Nên là một khi mà mình đã ra quyết định, một khi mà mình đã quyết tâm rồi thì sao ạ? Khi anh chị xác quyết cái điều đó thì tiềm thức và vũ trụ sẽ mang tới cho mình những cái nguồn lực, những cái quý nhân phù trợ, những cái cơ hội để giúp cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu của mình. Nên là chúng ta phải luôn tin tưởng, được không ạ? Đó, nên là khi mà chúng ta tin tưởng như vậy á, thì khi mà chúng ta vướng vào một cái chuyện gì đó mà nó chưa có thoải mái như mong muốn á, thì không sao cả, không sao cả. Phải biết học bài học nha, ở nhà ha, phải biết học bài học, chứ không mà khi mà chúng ta đã làm không có được rồi, không có ok rồi á, mà chúng ta cứ tiếp tục kiên trì làm một cái hành động mà cứ kiên trì làm đi làm lại như vậy mà không có kết quả thì cũng là chưa có được hành động một cách thông minh. Đó, nên là chúng ta trong quá trình làm việc thì chúng ta luôn liên tục học tập và phát triển là vì vậy đó. Anh chị hiểu ý Phương không ạ? Những anh chị nào mà hiểu ý Phương rồi thì comment tôi đi ạ. Đúng rồi. Và Phương kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện ha, một cái câu chuyện. Ngày xưa á, có một cái người, gọi là một cái câu chuyện của một người này là cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn nè, cực kỳ nổi tiếng ha. Đó. Thì cái người đàn ông này á là ông đã không thành công vào cái tuổi, gọi là ổng làm kinh doanh nhưng mà ổng không thành công vào cái tuổi 21. Tuổi 21 thì không thành công. Sau đó thì ổng gọi là ổng đua để gọi là bỏ phiếu để mà được tranh cử vào một cái cơ quan lạm phát ở tuổi 22 và ông cũng không thành công luôn. Đó, không thành công luôn anh chị. Và anh chị biết là gì? Một lần nữa tuổi 24, ổng tham gia vào một cái cuộc đua vào quốc hội thì cũng không thành công luôn. Gọi là liên tục là không thành công. Tiếp theo ha, ở tuổi 34 và 36 ổng tiếp tục cũng tham gia vào một cái cuộc đua vào quốc hội tiếp nhưng mà lại không thành công, lại thất bại tiếp anh chị, không thành công ha. Đó. Sau đó thì ổng vào tuổi 45 thì ổng tham gia vào một cái cuộc đua, đó là vào cái chức là thượng nghị sĩ. Và anh chị biết là gì? Cũng không thành công luôn. Trời ơi anh chị ơi, rất là nhiều lần luôn. Và tiếp theo ha, khi mà ổng đến tuổi 47, ổng nỗ lực để mà được gọi là tranh cử tổng thống nhưng mà cũng không thành công tiếp, liên tục không thành công anh chị. Và ổng lại tham gia vào một cái cuộc đua thượng nghị sĩ vào năm 49 tuổi. Và anh chị biết là gì ạ? Tiếp tục lại không thành công nữa. Liên tục anh chị, nguyên cả một cuộc đời từ năm 21 tuổi tới năm 49 tuổi và cũng không thành công. Nhưng cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng thì ổng cũng được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 52 tuổi. Và anh chị biết người đó là ai không ạ? Ông đó là Abraham Lincoln. Đó, gọi là thật ra thì anh chị biết là gì ạ? Những cái người á mà họ gọi là họ không có, họ vĩ đại á, thì họ đã trải qua cái hành trình của họ rất là nhiều cái sự không thành công. Nhưng mà sao ạ? Họ chỉ có một điều, đó là gì ạ? Họ quyết tâm làm cho tới cùng anh chị. Và sao ạ? Hay là ông Edison, khi mà ổng phát hiện, khi mà ổng tạo ra cái bóng đèn điện á, thì ổng qua một 10.000 lần không thành công. Nhưng mà ổng có nói là tôi đã trải qua 10.000 lần thất bại không ạ? Ổng chỉ nói là gì ạ? Ổng chỉ nói là ổng đã có 9.999 lần thử nghiệm. Thử nghiệm và để có một cái lần thành công. Đó là lần thứ 10.000 để tạo ra một cái bóng điện. Thật là vĩ đại không anh chị? Đó, nên là khi mà chúng ta biết là gì ạ? Trời ơi, những cái người vĩ đại họ cực kỳ kiên trì, kiên nhẫn.
nên gọi là rất là truyền cảm hứng đối với chúng ta. Đó, nên là một cái việc gì đó mà chúng ta làm á, mà nó gọi là nó chưa có được như ý muốn, mà nó cứ diễn ra liên tục mà chúng ta chưa có thành công thì cũng không sao cả, cuối cùng gì chúng ta cũng sẽ thành công thôi, được không ạ? Đó, nên là nếu như mà chúng ta biết được là chúng ta sẽ luôn thành công thì anh chị sẽ thử làm một cái việc gì ạ? Chúng ta có thể ghi xuống hoặc có thể comment xuống ha. Nếu như chúng ta biết được rằng là chắc chắn kiểu gì mà chúng ta luôn thành công thì chúng ta sẽ thử làm một cái việc gì? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tự trả lời cho chính bản thân mình. Nên là tiềm thức và vũ trụ sẽ luôn hậu thuẫn cho chúng ta, và chúng ta có dư dả nguồn lực để giúp cho chúng ta thành công. Đó. Nên là chúng ta cần phải biết được là chúng ta đang mong muốn và chúng ta đang ước mơ cái điều gì. Ước mơ cái điều gì. Và hãy xóa luôn trong cái từ điển của mình đó anh chị. Xóa luôn những cái ám thị, những cái gì mà không tích cực á, thì chúng ta hãy xóa luôn ha. Đừng có giữ nó trong từ điển, trong cái não bộ của mình. Và chúng ta hãy chỉ cài đặt. Đó. Hãy chỉ cài đặt. Và tất cả những cái kết quả của chúng ta tạo ra, nó chỉ là sao ạ? Chúng ta luôn tạo ra những cái kết quả mới. Và những cái kết quả mà chúng ta hiện tại đang có cũng chỉ là tạm thời thôi. Đó, và chúng ta còn có thể tạo ra những cái kết quả lớn hơn. Bởi vì chúng ta, con người của chúng ta rất là vĩ đại. Rất là vĩ đại anh chị. Đó. Nên là chúng ta phải biết được là gì ạ? Trời ơi, kiểu gì mà mình chẳng thành công, đúng không ạ? Đó, bao nhiêu anh chị đồng ý là tôi là chắc chắn tôi kiểu gì tôi cũng sẽ thành công và giàu có và đạt được những cái mục tiêu ước mơ của mình thì comment tôi ở bên dưới đi ạ. Rồi, đó là cái niềm tin số 2. Niềm tin số 3 anh chị. Niềm tin số 3 là dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hãy nhận trách nhiệm về mình. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hãy nhận trách nhiệm về mình. Đó. Nên là một cái việc mà nó xảy ra đó, khi mà anh chị có con này chúng ta sẽ quan sát ha. Ví dụ như con của mình làm một cái gì đó mà nó không có đúng, hoặc là nó đi tự nhiên nó đi xong vấp cục đá hoặc là vấp phải cái bàn té, thì chúng ta sẽ dạy con thế nào ạ? Thường thì ông bà mình là hay là gì ạ? Chỗ đánh cái bàn, đánh cái ghế, tại cái bàn, tại cái ghế. Thì ngay cái lúc đó chúng ta đã dạy cho con một cái tư duy, đó là đổ lỗi. Đó, tư duy đổ lỗi. Nên thành ra cứ liên tục như vậy thì chúng ta lớn lên nó cũng sẽ có tư duy đổ lỗi. Nếu như mà nó chưa làm được cái việc gì đó thì nó tại người này, tại người kia, tại cái lọ, tại cái chai. Đó. Hay là nhiều anh chị là rất là nhiều người họ kinh doanh mà họ không có thuận lợi. Trong cái đại giai đoạn dịch này thì họ sẽ nói tại Covid, đúng không? Tại Covid mà tôi là phải không có việc làm nè. Tại Covid mà kinh doanh của tôi không có phát triển nè. Không tại gì hết anh chị. Tất cả những cái yếu tố ngoài kia thì nó phải xảy ra. Thị trường luôn thay đổi, luôn có cái sự thay đổi xảy ra mỗi ngày. Nên là cái việc mà một cái việc nào đó nó xảy ra thì chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm về mình. Chúng ta phải biết được là gì ạ? À, chính cái lúc này đây. Vậy thì sao ạ? Chúng ta phải phát triển mình lên. Chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm là gì? Mọi kết quả của chúng ta đang có chính xác là những gì mà chúng ta tạo ra, không phải bất kỳ một ai cả. Đó, nên là nếu như mà chúng ta cứ đổ lỗi cho người này người kia, đúng không ạ? Thì chúng ta đang đóng vai trò là một nạn nhân. Đang đóng là một nạn nhân. Và cái người thành công và cái người nạn nhân thì không bao giờ là đi chung đường cả. Nên cái việc là chúng ta, nếu chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta sẽ quan sát lại mình trong bất kỳ một cái chuyện gì đó xảy ra, thì chúng ta cũng sẽ nói là đầu tiên thì mình nhận trách nhiệm về mình đã. Còn những gì mà người khác làm mà nó không có phù hợp, nó không có đúng, thì họ là cái người chịu trách nhiệm cho cái sự việc đó của họ. Đó. Nên là chúng ta phải luôn biết là gì ạ? Giống như những cái tư duy trên ở chia sẻ, mọi việc đến để giúp cho mình thành công hơn. Nên là những cái việc đó nó xảy đến thì nó cũng sẽ do mình hết. Và chúng ta khi mà anh chị mà nhận lãnh trách nhiệm về mình thì chính lúc đó là cái lúc mà chúng ta đang trưởng thành. Đó, thì khi mà trong tất cả mọi việc, khi mà chúng ta nhận lãnh trách nhiệm về mình thì chúng ta sẽ có quyền năng để thay đổi cái việc đó. Anh chị cùng Phương comment xuống ha.
Khi mà chúng ta nhận lãnh trách nhiệm về mình thì chúng ta sẽ có quyền năng để thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta đổ lỗi cho người khác là chúng ta phó mặc cuộc đời của mình trôi theo, cúng theo những cái sự việc đó luôn đó. Nên là chúng ta phải luôn chịu trách nhiệm ha. Đó. Và chúng ta chịu trách nhiệm tức là chúng ta phải học bài học, sau đó chúng ta phải tốt nghiệp, được không ạ? Phải tốt nghiệp cái tư duy đó anh chị, chứ không phải là chúng ta chịu trách nhiệm rồi thôi để đó. Chúng ta phải tốt nghiệp và chúng ta phải làm tốt hơn, chúng ta phải phát triển mình hơn, phải tốt hơn, thì lúc đó mới gọi là chịu trách nhiệm, được không ạ? Và tạo ra kết quả khác, chứ không phải là chúng ta chúng ta chịu trách nhiệm mà chúng ta nói thôi lỗi của em, do em làm không đúng thì lỗi của em, vậy thôi em chịu trách nhiệm và không có cái gì thay đổi hết, thì nó cũng sẽ không thay đổi. Và cái lúc đó là chưa phải là cái việc mà chịu trách nhiệm đâu. Chịu trách nhiệm tức là khi mà chúng ta nói là đây là do mình, sự việc này đến do mình, vậy thì mình học được cái bài học gì. Chúng ta phải biết đặt câu hỏi, vậy thì sự việc này đến là mình đã học được bài học gì, và có cái cách nào tốt hơn nữa không, có con đường nào tốt hơn để cho mình đạt cái kết quả mà mình mong muốn hay không. Đó. Thì khi đó thì bắt đầu chúng ta sẽ biết là gì ạ? Khi chúng ta tự đặt câu hỏi thì não của chúng ta rất là thông minh, não của chúng ta và tiềm thức của chúng ta sẽ bắt đầu được kích hoạt, nha anh chị. Đó, và nó sẽ mang tới những cái ý tưởng mới hay là đi kết nối những cái nguồn lực để giúp cho chúng ta thực hiện được cái điều đó, được không ạ? Đó, rồi đó là cái tư duy số 3, ha. Tư duy số 4 anh chị, tư duy số 4 nè. Không, chúng ta không nhất thiết phải hiểu hết mọi khía cạnh để vận dụng một cái điều gì đó. Tư duy cũng này cũng hơi cao ha. Chúng ta không nhất thiết để vận dụng, chúng ta không nhất thiết để hiểu hết mọi khía cạnh để vận dụng một cái điều gì đó. Phương ví dụ như thế này nè, giống như là bác Phạm Nhật Vượng đi. Đó, bác đó là cực kỳ thành công và giàu có luôn. Bác nào là làm rất là nhiều đúng không ạ? Ô tô nè, sản xuất ô tô nè, hay là xe trường, xe bệnh viện, đó, xe những cái tòa nhà, công viên, rồi rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà bác không cần thiết, là phải biết cách là bây giờ phải xây cái nhà thì phải phải làm sao, phải thiết kế ra như thế nào, hay là phải xây bao nhiêu gạch, bao nhiêu măng rồi này kia. Bác không có quan tâm những cái tiểu tiết, mà luôn tập trung vào những cái mục tiêu lớn, và chắc chắn rồi, gọi là biết cách sử dụng nguồn lực để mà thực hiện cái mục tiêu đó. Nên là Phương nói là gì, họ những cái người thành công và giàu có, họ luôn tập trung vào những cái điều lớn lao á. Nên là khi mà anh chị tập trung vào những cái điều lớn á, thì chúng ta sẽ hút những cái con người vĩ đại hơn đối với đến với cuộc đời của mình, để giúp cho chúng ta thực hiện được những cái điều lớn đó, được không ạ? Rồi, Phương mời anh chị uống nước nha. Rồi, cái niềm tin số 5 anh chị. Niềm tin số 5, con người là vốn quý giá nhất. Con người là vốn quý giá nhất. Đó. Thì khi mà anh chị, những anh chị nào mà kinh doanh, anh chị nào mà làm doanh nghiệp ha, thì chúng ta sẽ đọc cái cuốn sách là Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Ngay cả bác Phạm Nhật Vượng, cái cuốn sách này, ông còn là cái cuốn sách gối đầu giường của ông mà. Đó, Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Là những cái doanh nghiệp nào mà họ thành công và họ cực kỳ thành công thì họ luôn xem trọng cái yếu tố đó là con người phải đi trước. Đó, con người đi trước. Nên đầu tiên, đã, ok, tôi xin chào Chủ tịch Hoàng Nguyệt. Đầu tiên khi mà chúng ta chọn bất kỳ một cái kinh doanh nào đó, một cái công việc kinh doanh nào đó, thì đầu tiên chúng ta phải chọn đối tác. Cái đầu tiên và tiên kiếp đầu tiên thì chúng ta phải biết chọn đối tác, những người có tâm sáng, tâm lớn, những người có gọi là nhân lễ nghĩa trí tính, đúng không ạ? Phải cùng sứ mệnh, cùng mục tiêu, cùng tầm nhìn, thì lúc đó chúng ta mới nhanh được anh chị. Và tất nhiên rồi, không có ai thành công và giàu có mà họ đi một mình hết á. Không có ai làm việc mà họ giàu thiệt là giàu mà họ làm việc có một mình là không có đâu. Nên là luôn có những người đối tác, những người đồng đội để cùng xây dựng nên một cái gì đó vĩ đại. Đó, nên là cái việc mà chúng ta luôn quan sát và luôn chọn lựa một con người, luôn chọn lựa cái yếu tố đầu tiên đó là con người. Đó, nên là nếu như mà con người đúng á, giống như là chúng ta leo lên một chiếc xe á, đó, chọn con người đúng, họ đi cùng đích với chúng ta thì chúng ta đi rất là nhanh.
Nhưng mà chọn một cái con người mà không đúng á, đã đi có vài phút thôi, họ đòi xuống rồi. Đó, đi vài phút đòi xuống. Tức là cái lúc đó thì chúng ta phải mất, rất là mất công. Rất là mất công để đi mà khi mà họ không có làm đúng rồi á, thì mất công đi sửa, đúng không? Tốn thời gian đi sửa, rồi tốn thời gian phải sửa chữa những cái gì mà họ đã làm. Rồi phải dừng cái chiếc xe của mình lại, cũng rất là tốn thời gian luôn. Nên là ra quyết định luôn, mình đã có tiềm thức và vũ trụ hậu thuẫn, đúng không ạ? Đó, một khi mà chúng ta đã kinh doanh và đầu tư thì phải chọn yếu tố đầu tiên, đó là con người trước đã. Đó, nên là dù cho cái dự án đó, dù có cái công việc kinh doanh đó, dù cho cái sản phẩm nó tốt như thế nào, nhưng mà những cái đối tác mà mình chọn lựa, họ không phải là đối tác đúng, thì chúng ta có giỏi đến cỡ nào, hay là chúng ta có gọi là sản phẩm nó tốt như thế nào, chúng ta cũng không thể nào mà thành công được. Đó, nên là dù cho anh chị, khi mà anh chị chọn đúng đối tác rồi á, chọn đúng con người rồi á, có thể là khi mà chúng ta đang đi cùng một cái chiếc xe, đúng không ạ? Thì lỡ đâu chúng ta đang đi trên cái đoạn đường đó, đúng không ạ? Đang đi trên cái đoạn đường đó, nhưng cái đoạn đường đó tự nhiên nó một cái vấn đề gì đó xảy ra, người ta đang sửa đường, hoặc là cái cây hoặc hòn đá hay là cái gì chặn lại, thì sao hả? Chúng ta sẽ cùng rẽ sang một cái hướng khác, và chúng ta sẽ chọn một cái con đường khác, và cũng tiếp tục để mà tiến đến cái đích đến của mình, cái đích đến cuối cùng mà đã đặt ra. Đó, nên là dù thì chúng ta cũng phải có cái tinh thần đoàn kết, phải có cái tinh thần đồng đội, đó thì chúng ta mới thành công được. Đó, nên là những cái người mà họ thành công và giàu có, anh chị, họ rất là tôn trọng và yêu quý những cái nhân viên của họ. Đó, nên là dù cho chúng ta càng thành công thì chúng ta cần phải có cái sự khiêm nhường. Đó, càng thành công anh chị, chúng ta càng thành công thì chúng ta phải có cái sự khiêm nhường. Có rất là nhiều người là giống như mình, có rất là nhiều người, tại vì giống như trong cái niềm tin của mình, hay mình gặp rất là nhiều người á, họ có chức vị một tí hay là họ có giàu có một tí thì họ sẽ không có coi ai ra gì, hoặc là những là gọi là họ không có cái tính khiêm nhường á, thì họ không có thể nào mà thành công bền vững được. Đó, còn lại nếu như mà một cái người doanh nhân thực thụ mà họ thành công á, thì họ gọi là càng thành công thì họ càng khiêm nhường, và càng thành công thì cái tình yêu thương của họ càng lớn. Đó, tình yêu thương của họ càng lớn, nên là họ sẽ càng mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Nên là nhiều người họ nói là gì, trời ơi rảnh hay sao mà cứ đi ngồi nói những cái này, hay là rảnh hay sao mà tại sao phải có thời gian để tổ chức ra những cái buổi Zoom sách, đọc sách mà chia sẻ miễn phí này kia. Tại vì sao, họ câu lạc bộ chặn tay hóa vàng, đúng không ạ? Hay là chủ tịch Trịnh Huy và Nguyễn Diễn, mặc dù những anh chị đó họ rất là thành công rồi, rất là giàu rồi anh chị, giờ là tài sản cũng rất là lớn rồi, rất là thành công rồi, nhưng mà sao ạ? Khi mà họ thành công thì họ mong muốn được giúp đỡ, được trao đi cái giá trị cho xã hội, nên là muốn tạo ra một cái giá trị gì đó để lại cho đời. Đó, nên là họ luôn trao đi cái tình yêu thương, và luôn tạo ra những cái hoạt động, những cái gọi là những cái câu lạc bộ, những cái nhóm đọc sách, hay là những cái khóa học để mà trao đi giá trị cho xã hội. Nên là đó là cái cách mà lý do tại sao họ càng ngày càng thành công và giàu có hơn đó. Đó, giống như bác Phạm Nhật Vượng hay là những cái người vĩ đại, đúng không ạ? Bác Phạm Nhật Vượng họ trời ơi giàu kinh khủng rồi, nhưng mà liên tục đổi mới và tạo ra những cái mới hơn. Để chi ạ? Và hướng tới là làm cho Việt Nam mình trở nên hùng cường và vĩ đại hơn, chứ không phải là chỉ để là giàu cho mình bản thân thôi. Nếu mà giàu cho bản thân thì cũng đơn giản lắm, nhưng mà giàu mà để cho đất nước giàu và giúp đỡ cho những người xung quanh thì đó mới là cái điều vĩ đại. Đó, nên là chúng ta cần phải học cái cách đó là khiêm nhường, và luôn liên tục phát triển ha, luôn liên tục phát triển và luôn học tập để nâng cấp mình lên. Và khi mà anh chị hiểu càng rộng á thì chúng ta càng nhân từ và chúng ta càng khiêm nhường. Đúng rồi, ok. Đó, thì đó là cái tư duy số 5. Tư duy số 5 ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái tư duy số 6 ngày hôm nay, là làm việc cũng là vui chơi. Đó, bao nhiêu anh chị là đang hiện tại là đang làm việc, những cái công việc mình đang làm mà mình cảm thấy mỗi ngày mình làm đó là những cái niềm vui của mình, và mà làm việc và cảm thấy rất là vui vẻ, gọi là không bao giờ nghĩ đó là cái gọi là cái việc mà mình phải làm, thì anh chị comment số 1 cho Phương đi ạ. Đó, làm việc cũng là vui chơi, tức là sao ạ? Khi mà giống như là Phương ngồi Phương chia sẻ những cái kiến thức như thế này nè, đó thì Phương cảm thấy rất là vui. Đó, cảm thấy rất là vui, cũng giống như là mình gọi là mình làm cái điều mà mình mong muốn á,
thì mình cảm thấy rất là vui đó. Hay là có những người mà họ gọi là làm việc mà gọi là những cái người thành công và giàu có á, họ nói là gì, giống như cái ông mà một cái ông rất là nổi tiếng là ông Pablo Picasso á, ông nói là gì, khi tôi làm việc thì tôi cảm thấy cực kỳ thư giãn và làm việc cũng giống như là tôi đang hưởng thụ một kỳ nghỉ đó. Thì khi mà anh chị làm việc như vậy, chúng ta sẽ tạo ra kết quả rất là lớn. Bởi vì sao, khi chúng ta vui vẻ, khi chúng ta làm việc trong cái sự nhiệt tình, cái sự gọi là cái niềm đam mê, cái sự yêu thích của mình á, thì lúc đó não của chúng ta rất là linh hoạt và sáng tạo luôn. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ tạo ra những cái kết quả rất là lớn đó. Nên là gì ạ? Một trong những cái chìa khóa dẫn đến thành công đó là gì ạ? Một trong những cái chìa khóa dẫn đến thành công đó là một cuộc hôn phối tốt đẹp giữa những gì bạn làm và những gì bạn yêu thích đó. Hay không anh chị? Chúng ta phải học được cái những cái tư duy này ha. Đó là lý do tại sao mà cái việc mà Phương chọn để mà là thành viên đồng hành cùng với câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Bởi vì mỗi ngày thì mình làm những cái việc nó gọi là rất là ý nghĩa và cảm thấy rất là vui. Dạy đọc sách với mọi người hay là hỗ trợ những anh chị để mà chúng ta có thể đạt được những cái kết quả lớn hơn về tài chính, hay là anh chị có cuộc sống gia đình tốt hơn, hay là anh chị có được những cái công thức để chăm sóc sức khỏe cho mình, anh chị khỏe mạnh hơn. Đó, nên là mình làm và mình giúp được cho nhiều người khác thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Đó, nên là chúng ta cần phải là sao ạ? Chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình một cái gì mà chúng ta có thể làm. Chúng ta càng vui, chúng ta càng làm càng vui thì chúng ta càng tạo ra nhiều tiền và nhiều tài sản. Thì chúng ta hãy tìm cho mình những cái công việc như vậy. Còn lại nếu như mà công việc hiện tại của mình làm mà nó gọi là chúng ta uể oải quá, gọi là áp lực quá, thì đó cũng chưa phải là công việc lâu dài của mình. Mình cũng hãy xem nó là một công việc tạm thời thôi. Còn lại mình cũng hãy ra quyết định với tiềm thức luôn, được không ạ? Ra quyết định là tiềm thức là gì ạ? Đó, chọn cái con đường nào mà nó tốt nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất. Đó, trên cái con đường mình hạnh phúc, trên cái con đường mà mình thành công, thì mình cũng sẽ giúp cho rất là nhiều người cũng thành công giống như mình. Đó là một cái con đường mà hầu hết các tỷ phú, các triệu phú ai cũng làm cái con đường này hết á. Rồi, đó là cái tư duy số 6. Tư duy số 7 anh chị. Tư duy số 7 là không có thành công lâu dài nào mà không có sự cam kết. Chúng ta hãy comment xuống với Phương ha. Không có sự thành công lâu dài nào mà không có sự cam kết. Đó, giống như nhiều người nói là gì ạ? Có những cái người mà họ gọi là cực kỳ tài năng luôn, giống như ông nhạc sĩ, ông gì, ông Michael Jackson là ông vua của nhạc rock á. Hay sao ạ? Ai cũng biết là từ nhỏ là ổng cực kỳ tài năng rồi, ổng rất là có tài luôn. Nhưng mà sao ạ? Nếu như mà anh chị đâu có biết là ổng phải, khi mà ổng có tài nhưng mà ổng cũng phải tập hát từ lúc 5 tuổi cho tới khi tập hát, đúng không? Tập hoàn thiện vũ đạo rồi sáng tác đó, cho tới khi ổng cực kỳ thành công và nổi tiếng. Đó, nên là nếu như mà thiên bẩm của ổng là có cái, có thể ổng là một cái thiên tài, thiên bẩm của ổng đã là có tài rồi. Đã có một cái thiên cái gọi là một cái tài năng, một tài năng về âm nhạc rồi. Nhưng mà nếu như mà ông không luyện tập á thì sao ạ? Không luyện tập thì cũng sẽ không thể nào mà không thể nào mà trở nên thành công được anh chị. Đó, nên là mỗi người của chúng ta á, những người thành công á, họ luôn sẵn sàng làm những điều cần thiết để trở nên khác biệt. Để trở nên khác biệt ha. Đó. Và giống như là mình phải luôn có cái tư duy là gì ạ? Nếu mà người khác làm được á thì tôi chắc chắn phải làm tốt hơn. Đó. Còn nếu như mà người khác không làm được thì tôi phải làm cho bằng được. Đó. Nên là những người thành công thì họ luôn đi một cái con đường, đó là gì ạ? Làm những cái việc mà rất là nhiều người không thể làm hoặc là không sẵn sàng làm thì họ làm. Giống như cái việc mà dậy sớm lúc 4:30 á. Đó, chúng ta biết được là phải dậy sớm, là phải dậy sớm thì cái trường năng lượng rất là cao. Và chúng ta nếu mà dậy sớm thì chúng ta sẽ có thêm một cái thời gian dài trong ngày để chúng ta học tập, chúng ta đọc sách, chúng ta phát triển tư duy, chúng ta thực hành lòng biết ơn. Đó, thì rất là tốt luôn. Và tất cả những anh chị nào dậy sớm đều có một cái kết quả rất là lớn và họ rất là thành công, họ đang trên cái con đường rất là thành công. Nhưng mà sao họ biết? Nhưng mà nhiều người họ không sẵn sàng làm.
Đó. Nên là những người nào mà họ làm được, những anh chị nào mà làm được cái điều này cùng với đội nhóm thì Phương cực kỳ là thấy là anh chị xứng đáng. Anh chị xứng đáng trở nên thành công và giàu có. Đó. Nên là nếu mà chúng ta chỉ làm được những cái việc mà những người khác cũng làm được thì chúng ta sẽ kiếm được rất là ít tiền. Đó, ví dụ như nhiều người họ cũng làm những cái việc như là đi làm công ăn lương, đi làm thuê, đó này kia, những cái việc mà người khác cũng làm được thì kiếm rất là ít tiền. Như những người nào mà chúng ta gọi là sẵn sàng làm những cái điều mà người khác không làm được và chúng ta phải trả giá, phải trả giá cho cái việc đó. Trả giá bằng cách là gì ạ? Đánh đổi thời gian, đánh đổi công sức, đúng không ạ? Đó, và cái sự gọi là cái trí tuệ của mình để chúng ta làm được cái việc đó, đó là chúng ta chắc chắn là sẽ thành công hơn người khác và có kết quả lớn hơn người khác là cái chuyện hiển nhiên, được không ạ? À, nên là chúng ta phải sao ạ? Liên tục phát triển tư duy, mà phát triển thì phải ứng dụng và có kết quả thì mới gọi là phát triển nha anh chị. À, ngày hôm nay anh chị chúng ta học cùng với Phương á, học rất là nhiều nhưng mà chúng ta chưa có kết quả, tức là một là anh chị không có ứng dụng, hai là chúng ta ứng dụng mà nó chưa có liên tục, chưa có sự kiên trì. Nên là mọi thứ nó đều phải làm được. Giống như là cái việc mà anh chị đứng sân khấu đi, đúng không ạ? Trước giờ là sợ lắm, rồi đâu có dám đâu. Nhưng mà sao ạ? Khi mà giống như nói trước đám đông vậy đó, chia sẻ như thế này, livestream chia sẻ nhiều anh chị cũng chưa có thể làm được. Nhưng mà bây giờ chúng ta kiểu gì chúng ta cũng phải kinh doanh, cũng phải đầu tư. Mà bây giờ mạng internet phát triển rồi, bây giờ gọi là người ta thói quen thị trường đã thay đổi, thói quen của người đã thay, những người tiêu dùng đã thay đổi rồi, thì chúng ta kinh doanh truyền thống nó chưa có ổn định, chưa phát triển, kiểu gì chúng ta cũng phải xuất hiện trên sóng thôi, kiểu gì chúng ta cũng phải livestream, chúng ta cũng phải làm video đó. Nhưng mà nhiều người họ sợ, họ ngại những người khác, sợ mình nói có hay không, rồi sợ mình lên rồi người khác có nói gì mình không. Nhưng mà sao ạ? Chúng ta hãy cứ làm thôi, bởi vì cái điều đó mới giúp cho mình thành công. Còn cái người khác đó, họ nói gì nhưng mà họ không giúp cho mình thành công thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, được không ạ? Đó. Nên là chúng ta phải luôn biết là gì ạ? Những cái việc mình làm thì sao ạ? Những cái việc mà chúng ta đang làm thì phải hỗ trợ cho cái sự phát triển và cái mục tiêu của mình. Đó. Nên là chúng ta phải liên tục ha, liên tục phát triển, liên tục hành động. Thì đó là 7 cái niềm tin mà ngày hôm nay Phương chia sẻ. Bao nhiêu anh chị là chúng ta đã nắm được hết toàn bộ 7 cái niềm tin này rồi thì comment số 1 cho Phương đi ạ. Đó, và anh chị biết là gì ạ? Mỗi ngày chúng ta cứ cài đặt mỗi ngày những cái niềm tin mới, những cái tư duy, những cái gốc rễ, và chúng ta cứ học những cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Đó, và chúng ta học được những cái kỹ năng để quản lý cái dòng tiền của mình và làm sao phát triển cái dòng tiền của mình. Đó, nên là tất cả trong cái bộ 30 ngày này Phương chia sẻ trọn bộ luôn. Đó là những cái công thức này của Chủ tịch Trịnh Huy Nguyễn Diễn, cũng như là học rất là nhiều của những cái tỷ phú, triệu phú trên thế giới để mà về truyền lại. Thì rất là hàng ngàn người ứng dụng thành công rồi anh chị. Nên là chúng ta hãy cứ ứng dụng luôn, được không ạ? Đó, thà tin mà giàu còn hơn là không tin không có gì cả. Nên là Phương rất là hy vọng khi mà anh chị đã học cùng với Phương rồi thì chúng ta hãy ứng dụng để chúng ta có kết quả lớn hơn mỗi ngày. Đó. Và ngày mai thì mình cũng sẽ tiếp tục học những cái điều mới. Ngày mai sẽ có một cái kiến thức rất là quan trọng luôn. Và kiến thức này chúng ta cần phải hiểu và hiểu rất là kỹ để mà giúp cho chúng ta đạt được những cái điều, những cái mục tiêu mà chúng ta có. Nên là ngày mai Phương sẽ cùng với anh chị tiếp tục học trong cái chuỗi 30 ngày. Rồi hôm nay Phương sẽ dừng ở đây và Phương chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có một ngày cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết và hoàn thành xuất sắc tất cả những cái mục tiêu, những cái kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra trong ngày và liên tục học tập phát triển nha anh chị. Rồi ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với Phương. Xin chào và hẹn gặp lại.